Collagen là gì và nó có những cái mẫu nào phổ biến ở trên thị trường? Thì trong video hôm nay thì em xin được chia sẻ chi tiết cho các chị nào là collagen và những cái dòng là collagen nào phổ biến ở trên thị trường hiện nay. Thì mọi người cùng đón xem. Collagen nó là một loại protein, nó chiếm 25% tổng cái lượng protein của cơ thể. Và collagen này nó có ở khắp nơi trên cơ thể, như có ở da này, ở xương, ở khớp, và nó phân bố chủ yếu ở cái lớp hạ bì. Nó giúp là kết nối các mô trong cơ thể và giúp kích thích quá trình trao đổi chất. Collagen là có nhiều ở trong thực phẩm nào? Thì như mọi người biết ấy, thì collagen chủ yếu là có ở động vật và thường có ở nhiều ở các vị trí như là gân, da, sụn và khớp. Khi chúng ta ăn động vật ở những cái vị trí này như là da này, gân, sụn thì có rất là nhiều collagen và nó rất là tốt cho cơ thể. Cũng rất là nhiều chị băn khoăn là collagen nó là gì và nó có tác dụng như thế nào với cơ thể. Thì em xin được chia sẻ như thế này. Thì các chị bổ sung đầy đủ collagen qua đường ăn và đường uống khỏe mạnh thì da dẻ của các chị sẽ đẹp hơn. Qua đường ăn ấy thì các chị nên bổ sung các thực phẩm như là sườn sụn này, ăn da gà, da cá. Qua đường uống thì là các chị nên bổ sung những cái loại là collagen như là collagen của dạng bột, dạng nước, dạng viên, và tiêu biểu là những cái hãng như là Neocell này, Dietary hay là những cái hãng mà em chia sẻ ở dưới đây. Nhiều chị em băn khoăn là có rất là nhiều chị em mặc dù đã tuổi 40-50 rồi nhưng mà nhìn da dẻ rất là mịn màng và trắng hồng, mịn màng như gái 18. Tất cả đều có lý do cả. Thì ngoài ăn uống ra thì các chị cũng thường xuyên là bổ sung những cái dòng thực phẩm chức năng tốt cho da. Ví dụ như ngoài collagen ra thì các chị bổ sung là sữa ong chúa này, vitamin E hay là tổng hợp các loại là vitamin dưỡng chất cho cơ thể. Thực phẩm nào đi chăng nữa, loại nào đi chăng nữa thì không thể không bổ sung collagen để có được làn da trắng hồng và mịn màng. Đây là một trong những công dụng mà collagen mang lại. Nên là qua video này thì em mong rằng là các chị hiểu thêm về cái công dụng của collagen đối với cơ thể để các chị hiểu và bổ sung ngay. Một cái băn khoăn nữa của rất là nhiều chị em đang quan tâm, trên thị trường hiện nay là có quá nhiều các loại collagen. Vậy thì nên chọn cái dòng collagen nào phù hợp? Thứ nhất là về chất lượng, cái thứ hai là về giá thành và được nhiều người ưa chuộng. Thì em xin chia sẻ ngày hôm nay, bên Hoa Beauty thì phân phối rất là nhiều những cái dòng collagen. Và đặc biệt ở trên thị trường hiện nay thì các chị cũng biết là collagen thì có rất là nhiều dòng đến từ Đức này, từ Mỹ, từ Úc, từ Anh hay là Nhật Bản. Thậm chí là có những cái dòng là collagen của Việt Nam. Thì nhiều chị em cũng rất là băn khoăn là không biết nên lựa chọn loại nào. Ở trong cái khuôn khổ của video này thì em xin được chia sẻ với các chị về những cái dòng mà collagen nổi tiếng mà được rất là nhiều khách hàng sử dụng, tin tưởng và phản hồi rất tốt về cái công dụng của nó. Và sau đây thì em xin được đi vào chi tiết từng dòng collagen một. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu về cái dòng collagen của Dietary. Đây là một hộp Dietary trắng có số lượng là 290 viên và cái dòng này là dành cho nữ. Còn đây là cái dòng collagen 290 viên là dành cho nam, có chữ men đấy ạ, Dietary men. Về cái thương hiệu collagen Dietary ấy thì ở nước ngoài có rất là nhiều dòng cho sức khỏe, nhưng mà ở Việt Nam hiện tại là có những cái dòng phổ biến chính là collagen 290 viên và 390 viên dành cho các chị. Còn nam giới thì có dòng 290 viên, cũng có dòng 390 viên, nhưng mà em không làm video ngày hôm nay. Trên tay em đang cầm đây là một lọ là collagen Dietary 290 viên. Thì em xin để gần lại để các chị theo dõi về cái sản phẩm chính hãng nó như thế nào ạ. Đây là có hạn sử dụng là năm 2023. Có mã vạch của sản phẩm, có thông tin đấy ạ. Một viên này thì nó chứa 6.000mg collagen. Và collagen của Dietary nó ở type 1 và type 3. Cái dòng Dietary này thì nó phù hợp với là những cái chị ở độ tuổi ngoài 30, vì là chủ yếu của nó là bổ sung về xương khớp, móng, tóc. Các chị ngoài 30 thì có thể tìm hiểu cái dòng này để bổ sung, rất là hiệu quả. Để tiết kiệm hơn về chi phí cũng như là thời gian sử dụng thì các chị có thể là tham khảo cái dòng là 390 viên này ạ. Về chất lượng của nó không thay đổi so với dòng 290 viên, nhưng mà nó có cái thể tích, cái số lượng viên nó nhiều hơn và giá thành của nó là hợp lý hơn. Những cái sản phẩm ở nước ngoài ấy thì người ta khuyến khích người dùng là sử dụng loại lớn,
vì là nó tiết kiệm được cái phần bao bì sản xuất, nên là khi mà các chị mua cái thể tích lớn hơn thì tính ra thì giá thành của nó sẽ là tốt hơn so với là mua những lọ nhỏ dung tích bé hơn. Còn đây là một cái lọ là Zitori cho nam giới 290 viên. Những chị nào là có thể là bổ sung Zitori cho mình thì có thể là mua cho chồng, mua cho người thân. Cái dòng này thì bổ sung xương khớp rất là tốt cho nam giới, móng tóc, xương khớp. Còn đây là một cái dòng là collagen của BioCare, hàng này hàng của Anh. Nhưng cái dòng này ở thị trường thì hiện tại ở Việt Nam thì cũng không được ưa chuộng nhiều cho lắm, vì mọi người thường sử dụng những cái dòng collagen của Mỹ, của Nhật là chủ yếu. Và cái thương hiệu nữa em được chia sẻ với mọi người đấy là thương hiệu Neocell. Thì Neocell thì có 3 dạng. Đây là dạng viên, một lọ là Super Collagen C cộng với là Biotin. Một lọ là Super Collagen C cộng thể tích là 250 viên. Lọ Biotin này thì có thể tích là 360 viên. Đây là cái hộp Super Collagen dạng bột. Thì mọi người cùng xem về những cái thông tin về sản phẩm. Như đây là date này, hạn sử dụng này là tháng 4 năm 2022. Và đây là mã vạch của sản phẩm. Ở trên này có những ghi thông tin và hướng dẫn sử dụng. Về cái dạng bột này thì ở Việt Nam mình thì không được ưa chuộng cho lắm, vì là mọi người phải sử dụng lách cách pha trộn, nên là nhiều chị là không thích. Nên là em thấy là bán chạy nhất là có những dòng dạng viên có thể mang theo và uống rất là tiện lợi, nên là đa phần là được mọi người lựa chọn sử dụng cái dạng viên hơn. Thì hiện tại ở thị trường hiện nay thì phổ biến là mọi người đang sử dụng nhiều cái dòng Super Collagen C cộng with Biotin này và cái dòng Super Collagen C cộng 250 viên này. Neocell còn một cái dòng sản phẩm là collagen dạng nước, em sẽ bổ sung vào những video sau. Vì cái dạng nước thì ở Việt Nam thì ít người sử dụng, do là quá trình vận chuyển hay bị vỡ, bị đổ. Nên là em khuyến khích nếu mà sử dụng dạng nước thì các chị là nên đặt trực tiếp hoặc đến tiếp cửa hàng để lấy, tránh cái trường hợp là vận chuyển xa là hay bị vỡ. Nên là để tiện dụng ấy thì mọi người sử dụng hai cái dòng này là phổ biến. Về cái giá thành của nó rất là hợp lý mà chất lượng nó là khá tốt. Neocell là một trong những công ty hàng đầu về collagen tại Mỹ. Nó có rất là nhiều sản phẩm uy tín lâu đời ở trên thị trường. Những dòng sản phẩm này vào Việt Nam phải được đến 7-8 năm nay rồi, và qua nhiều đường như là đường sách tay, nhập khẩu, và được rất là nhiều chị em tin tưởng. Thì trước kia cái dòng 250 viên ấy thì nó cũng mẫu dòng sản phẩm này. Thì ở video trước em đã phân tích cho các chị rồi. Đây là cái dòng Super Collagen C cộng 250 viên mẫu cũ. Cái dòng này ngày trước bán rất là chạy, được rất là nhiều người sử dụng. Thì tiện đây em sẽ bóc cho mọi người xem về cái viên collagen cũ ngày trước là như thế nào ạ. Đây ạ, có chữ C cộng bên trong, đây là mẫu cũ nhá. Tiện đây thì em cũng xin được bóc cái dòng sản phẩm mẫu mới này ra. Đây là một cái lọ mà bên em lấy để làm review cho khách hàng, thì mọi người xem. Ở bên trong thì nó có cái màng bọc này, về cái dòng sản phẩm của Neocell này, có chữ này, màng bọc. Đây ạ. Và bóc ra ở bên trong này nữa thì có bông. Đây là cái viên là collagen C cộng mẫu mới. Đây ạ. Mẫu mới C cộng. Cái viên collagen giả ở trên thị trường ấy thì màu nó trắng hơn, nó nhợt nhạt hơn, nhưng cầm vào nó không có độ dính và không có cái chữ C và cộng ở trên này, nên là các chị cẩn thận tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Thì để tìm hiểu những sản phẩm này thì chị em có thể truy cập trực tiếp vào là trang neocell.com. Thì ở đấy thì có tất cả những cái sản phẩm mà hãng đang bán ở thị trường của Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Ở trong này là một cái trang web chính hãng, nên là có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm, về các dòng sản phẩm mới nhất của Neocell, cũng như là giá thành tham khảo. Thì ở đây ví dụ một cái dòng em đã chia sẻ là dòng Neocell Super Collagen C cộng. Đây là cái thông tin về sản phẩm. Thì đây là hộp 120 viên. Những cái thông tin về sản phẩm và giá tham khảo là 15,95 đô, tương đương với 16 đô. Thì quy ra tỷ giá tiền Việt Nam 1 đô tương đương với 23.000. Thì một hộp như thế này dao động là trên 300.000 đến 400.000 một hộp 120 viên. Còn hộp 250 viên thì sao ạ? 250 viên thì giá dự kiến là 24,95 đô, là tương đương với 25 đô nhân với tỷ giá là 23. Thì mọi người biết rằng là cái lọ này giá nó về Việt Nam khoảng 500 cho đến trên 500.000 một hộp collagen Super Collagen C cộng 250 viên này. Nếu mà thị trường Việt Nam hiện nay là có những cái nơi bán chỉ 200.000 cho đến 300.000 một hộp 250 viên này, thì mọi người hãy cẩn thận tránh mua phải hàng giả hàng nhái, vì là hãng
người ta đề xuất cái mức giá như này là giá bán lẻ, không có cái hiện tượng là sale off giá 50% hay 70% như những cái đơn vị Việt Nam đang quảng cáo. Không chỉ ở Việt Nam mình là làm những cái video chia sẻ review về sản phẩm Neo Sale này đâu. Còn nếu mà ở nước ngoài, các chị chỉ cần lên YouTube gõ từ Neo Sale thì thấy rất là nhiều YouTuber ở trên nước ngoài họ có làm những cái video review trực tiếp về hàng thật và hàng giả của Neo Sale. Nên là mọi người tìm hiểu tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cái công dụng của Super Collagen C cộng hay là cái công dụng của Super Collagen C cộng with Biotin này thì là thực tế bên em bán hàng đã được rất là nhiều khách hàng sử dụng và phản hồi tốt. Có những chị nhắn tin lại là sử dụng trong vòng khoảng độ 1 tháng thì thấy có những cái tiến triển rất là tốt. Các chị thấy da mềm hơn, sáng hơn và tóc thì bớt gãy rụng. Và để sử dụng cái Neo Cell này hiệu quả ấy, thì các chị hãy làm đúng theo hướng dẫn em chia sẻ. Nếu mà những người mà độ tuổi từ 18 cho đến 25 thì nên bổ sung một ngày chỉ cần 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, uống sau khi ăn. Còn những cái chị nào mà ngoài độ tuổi 25 thì lúc này là cơ thể cần rất là nhiều cái lượng collagen để bù đắp thiếu hụt cho da, tóc. Nên là các chị nên bổ sung ngày 6 viên, sáng 3 viên, tối 3 viên, uống sau khi ăn. Vậy là em đã chia sẻ cho các chị về cái thằng Neo Cell này. Thì bây giờ tiếp theo em xin được chuyển qua một cái dòng collagen khác mà được chị em cũng rất là tin tưởng. Đây là một gói collagen DHC của Nhật 60 ngày và nó có trọng lượng là 360 viên. Các chị nhìn qua thì có thể là đánh giá cái bao bì nhìn nó xấu, nhìn nó nhăn nhăn nhó nhó. Nên là nhiều chị nhận hàng hoặc nhiều chị xem thì bảo sao nhìn nó chán thế. Thì thật ra là em chia sẻ là người Nhật ấy thì họ không chú trọng nhiều đến những cái bao bì đâu. Nên là hàng Nhật ấy thì nhìn nó rất là cũ, nó cổ. Nhưng mà họ tập trung vào cái chất lượng rất là tốt. Thì đây là một cái dòng sản phẩm của DHC thì cũng được rất là nhiều chị em tin tưởng. DHC nó là một trong những cái thương hiệu cao cấp của bên Nhật Bản. Ngoài cái collagen này thì DHC này còn rất là nhiều cái loại khác như là vitamin C hay là son hay là một số cái dòng sản phẩm mà dưỡng ẩm khác. Thì hôm nay thì em chỉ chia sẻ với các chị về cái dòng collagen DHC này thôi. Bây giờ em xin được chia sẻ qua cho các chị về những đặc điểm nhận dạng hàng thật của DHC. Thì đây là bao bì bên ngoài, thì các chị nhìn thấy có biểu tượng của DHC này, có chữ này 2050 mg. Thì mỗi một viên này nó chứa 2050 mg collagen. Đây ạ, đây là gồm có số điện thoại, trang web này và đây là mã vạch của sản phẩm. Mọi thông tin này thì đều bằng tiếng Nhật. Cái hàng nội địa ấy, của bên Nhật ấy, thì mọi thông tin ở trên bao bì này thì đều bằng là tiếng của tiếng Nhật. Vì vậy thì các chị dùng hàng này là hàng chuẩn như người Nhật họ đang sử dụng. Ngoài ra thì thị trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều loại hàng giả, hàng nhái. Nó giống y hệt như cái hàng thật này, nhưng chất lượng của nó kém hơn. Nên là mong là các chị hãy tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền để mua. Vì có những chị là phản hồi là dùng nó không thấy tác dụng gì cả. Hay là một số chị là thấy những cái viên thuốc ở bên trong nó khác so với là những cái mà em review. Mong rằng các chị hãy cẩn thận tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng. Bây giờ thì một cái câu hỏi mà nhiều chị quan tâm đấy là rất là nhiều dòng collagen như vậy thì nên lựa chọn cái dòng collagen nào cho cơ thể. Thì em xin được chia sẻ, một cái viên collagen Neo Cell này nó chứa đến 6000 mg collagen, hàm lượng của nó rất cao. Nên là hiện tại là em thấy đánh giá cái dòng Neo Cell Super Collagen C cộng và dòng Super Collagen C cộng Biotin là những cái dòng phổ thông và được rất là nhiều người sử dụng tin tưởng về cái giá thành của nó hợp lý. Tính ra một viên như thế này thì các chị dùng chỉ hết khoảng độ 2000 một viên. Mỗi ngày các chị bổ sung 6 viên thì trung bình mỗi ngày các chị hết 12000 tiền bổ sung collagen. Một hộp như thế này thì các chị có thể uống trong vòng 2 tháng. Tính ra cái chi phí của nó rất là hợp lý mà cái chất lượng của nó khá là tốt. Nên là em khuyên là các chị tìm hiểu và sử dụng cái dòng Super Collagen C cộng hay là Super Collagen C cộng with Biotin này. Vậy thì nên mua collagen chính hãng ở đâu? Thì như vừa rồi em chia sẻ là cái sản phẩm này, những dòng sản phẩm collagen này rất là hot. Ở trên thế giới họ sử dụng rất là nhiều. Thì trong mấy năm gần đây thì ở Việt Nam thì các chị cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều và làm đẹp. Khi đấy thì mọi người sử dụng những cái dòng collagen rất là nhiều. Ở Việt Nam thì đa phần là hàng giả, hàng nhái. Họ bán chỉ có giá bằng một nửa của hãng, hoặc là có những nơi bán giá rất là cao nhưng mà không phải hàng chất lượng. Nên là mong rằng các chị hãy tìm hiểu kỹ. Hoppity là một trong những cái nhà phân phối về những dòng collagen hay là những dòng thực phẩm chức năng như là của Natumed, của Blackmore
hay là một số những cái dòng thương hiệu khác rất là uy tín, nên là tự hào mang đến cho các chị những cái dòng sản phẩm chất lượng mà giá thành hợp lý nhất. Những sản phẩm này thì bên em gửi toàn quốc, các chị được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu mà mọi người có những cái băn khoăn gì về sản phẩm có thể liên hệ theo cái số điện thoại là 0985 229900, hoặc là mọi người truy cập trực tiếp vào website là hoabeauty.vn để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất, những cái chương trình khuyến mại. Video vừa rồi thì khá dài thì em xin dừng tại đây. Mong rằng là cũng giúp ích cho các chị về tìm hiểu về collagen hay là lựa chọn cái dòng collagen phù hợp nhất. Nếu mà mọi người thấy cái video này hữu ích thì ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.